xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương. Chân nghe quen từng viễn soi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cửa tâm tư lãng mắt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất, đưa ta đi về nguyễn thủy loài người, mùa yêu khi muốn ngỏ vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Bốn giờ đi. Xin chào anh nhé. Hiện tại cửa hàng đang test những dòng đẩy của những hãng KE với model là cây HD800. Dòng máy KE thì tiếng nó rất là hay, có là tai nghe mà. Hiện tại đang test tín hiệu cắm từ điện thoại. Với những chiếc cục đẩy như này thì có chơi thì tiếng nghe nhạc hát karaoke tiếng rất thích nhá. Giải bass đánh nó sâu và cái giải nó rộng, dày. Nghe rất là đã luôn và cái tiếng lời ca sĩ rất là ngọt. Dòng máy KE thì trước giờ anh em thợ gần như các chỉ cần nhìn qua là bác biết rồi, biết chất lượng nó rồi. Nồi đồng cối đá và tiếng rất là hay. Hôm nay thì đa phần là linh kiện của nó cắm chân hết nhé. Chạy dàn xò là JVK này, còn trên là dàn xò thúc. Máy dòng này thì nồi đồng cối đá bền gần như chưa một chiếc nào lỗi về xuất chiếc này, rất lành mà nhé. Tụ đây, sử dụng toàn những cái tụ 100V hết, 6800mAh, 46 tụ nguồn đồng đấy nhé. Máy rất đẹp, thông thoáng nhìn rất đẹp. Giá ngoài 2 triệu chút, nó có sở hữu còn đẩy thì cực kỳ chất lượng, đánh nó loa 40 thoải mái. Tranh thủ gửi cho khách thì em cũng quay test để thông báo kênh các bác nắm được. Các khách hàng đang có nhu cầu dòng đẩy công suất thì chúng ta có thể sử dụng cái mã đẩy tai rất là hay. Ra loa có cả giắc cốc xoáy nhanh này, cả giắc xoáy, cả giắc new trick nữa nhé. Từ rất xoáy nó gần như nó tán đình tán nhốm hết này. Con ốc là toàn ốc có lục giác hết mà này. Này có sticker này, panel đây, độ nhận đường vào có đường link đầy đủ hết, toàn dùng đinh ốc lục giác hết. Máy rất là dày dặn đẹp, nhưng mà hơn 2 triệu chút có sở hữu con máy cài HD 800 này cực kỳ chất lượng. Ok, em xin chào anh nhé.